lần trước anh em nào đã từng tìm hiểu rồi thì mình và anh bạn mình đã từng chém gió một chiếc xe hôm nay nè. Đó, nên bây giờ là mình sẽ kiểu như mình mượn anh luôn, mình test drive luôn, kiểu cho chơi cho mấy anh em nào mà muốn lên CC á sẽ có một cái cảm giác sơ sơ về chiếc xe mình định test drive hôm nay. Thì chiếc xe này của ảnh á là anh lên một cái cây Agrabovic này bằng titanium nè, đó, full system luôn, từ cổ ra cho tới long bô luôn, bỏ bầu luôn, nó ra hết như thế này, cổ titan. Thì theo như chủ xe anh chia sẻ thì bô zin nó hơi bí, và cái cây bô này nó giúp nó ra luôn cái hơi luôn, ra luôn, và nó cảm giác lái là nó cải thiện được cái nước đầu, nó không có bị ì quá đó. Còn nói về cái kiểu dáng chung á thì nó cũng là một cái chiếc Sport City thôi. Tại vì anh em nhìn đi, cái tay lái của nó, cái ghi đông của nó vẫn đưa lên một khúc, và nó cao hơn cái yên cũng khá khá đó ha. Rồi, thì nhìn chung là cái dòng này bây giờ nhiều anh em chơi quá rồi, nhiều anh em chơi rất là nhiều rồi, tại vì nó dễ nuôi nè, giá của nó dễ tiếp cận và nó có 4 máy. Ok, bây giờ mình sẽ test drive nó thôi. Ok, bắt đầu thôi. CBR của Honda theo cá nhân như mình thấy á, thì nó khá là hiền, nó hiền ở những cái nút ga đầu á, nó không có cái độ bốc giống như là cái dòng Yamaha phổ thông mà mình đã từng được biết ha. Nó lên ga rất là từ, nó đều như thế này nè nha anh em coi nè. Số 1, số 2 hay là số 3 thì cái nước ga của nó lên rất là đều. Đó, còn ví dụ như những dòng, thậm chí là những dòng cái phân khối thấp hơn, ví dụ như R3 mà mình đã từng được chạy á, thì cái số của nó ở những cái nước ga đầu của nó rất là hỗn, nó rất là giật cục á, kiểu vậy đó. Nên thành ra là anh em là thích cái kiểu chạy mà giật cục á thì ok, rất là hợp luôn á. Chiếc này mà dùng đi trong thành phố hay là đi tua ổn lắm nha, không có kiểu như là nó không có quá chồm xuống phía trước, nhưng mà nó cái cảm giác của nó rất là thoải mái ha. Cái lưng của mình nó sẽ không có bị quá chồm, nó không có bị quá đau nè, nó rất là thoải mái như này, nó không xào chẻ này kia, nó cũng rất là dễ. Mình mới chạy đâu đó khoảng vài cây số trước khi mình test drive thôi thì thấy nó khá là nóng hai bên này. Có một cái vấn đề nữa đó là cái thắng sâu của chiếc này nha. Cái thắng sâu của chiếc này nó hơi ấy quá. Cái phần thắng sâu của CBR số 50R không biết nó bị như thế nào, cho mình cảm giác như là nó không có ăn á mấy anh em. Cái phần thắng sâu này, phần thắng sâu của CBR này nó không có ăn lắm. Thử coi. Đó, nó kiểu như nó bị trôi á. Cảm giác như nó bị trôi. Khi mà mình thắng cái thì nó không có dừng ngay mà nó cảm giác như nó bị trôi.
cái kéo của nó từ 0 tới 100 á, gia tốc của nó thuộc dạng gia tốc từ 0 tới 100 rất là ok nha anh em, cũng bét lắm à. Đó. Cảm nhận sơ sơ nè. Nếu mà anh em từ xe nhỏ lên á, lên luôn thẳng 650cc luôn, ok, hợp lý. Tại vì chúng ta sẽ có tiếng mô hay, động cơ này rất là ổn cho một người chuyển từ nhỏ lên. Nếu mà so với 1000cc thì không so được, nhưng mà nói chung chiếc này hiền. Mình thấy là nó khá là hiền, tại vì cái nước ga đầu của nó từ thấp lên cao nó lên rất là đều như thế này nè. Và nó lên cũng nhanh nữa chứ không đến nỗi mà nó yếu đâu. Kiểu dáng của nó đẹp nữa. Cái này anh em về độ lại cho nó thuần sport cũng đẹp luôn. Lên một cái đuôi cộng với lại là cái phần này, anh em hạ ghi đông nó xuống, hạ ghi đông cái thuần sport cho nó, nó đưa từ chỗ này đưa ra luôn. Đó thì nó sẽ ra một cái tư thế lái nó quạo hơn như vậy nhiều. Đó là toàn bộ cảm nhận của mình ngày hôm nay về chiếc 650R này. Thì anh em cảm thấy mà hay á, thì anh em cho mình một like với một subscribe nha. Bye bye anh em, hẹn gặp anh em ở những clip tiếp theo nha. Bye bye.